Mình chào cả nhà đến với kênh của em Tận Hồng Nghĩa. Thì trước mặt quý vị là cô gái mà hai tập phim trước em đã chia sẻ cho quý vị về cái câu chuyện mà vô cùng ly kỳ. Thì gia đình của cô rất là đông, mười mấy người trong khiến họ, nhưng mà lần lượt ra đi, tự mình chọn cái con đường giải thoát. Thì đi vào những cái ngày mùng 8, 18 và 28 thì em đã chia sẻ hai tập phim trước rồi. Thì cái video này là phần thứ ba, em chia sẻ cái câu chuyện mà cô đã nhờ một vị thầy để phá trùng đó cô chú anh chị. Trong dân gian người ta gọi là trùng đó, thì cô đã nhờ phá và phá thành công. Thì để phá như thế nào thì chút xíu nữa quý vị sẽ nghe, chính cô sẽ chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ là em chia sẻ thêm trong câu chuyện này, cô chia sẻ về cái người con ruột của cô và người chồng của cô ra đi cách nhau có 3 tuần lễ, đúng 3 tuần thì cô chú anh chị đó. Thì mời cả nhà nha. Còn cái người mà cậu của người là ba anh hai em gì đó, bác á, là cái người đó là nhảy cái đè ở sau hè này đúng không? Sau hè. Cái đè mà mình đậu xe, đang đậu xe đó sát bên đó. Kế bên này. Là cái bữa đó là đi đang đi chung với cô hay sao? Nó đi sáng mai, ổng cự nó, kiểu ổng cũng cự nó, sao nó đi. Nó đi mà đêm đó nó mất tiền. Cô hốt đầu hội được 8 triệu mấy, nó lãnh lương bông tre 4 triệu mấy nữa. Mà nó đi á, nó mất. Nhưng mà mình cũng biết là cái người lấy nhầm cô về, cô hỏi nó không dám nói. Nó nói mẹ dữ quá, đi nói người ta mất tiền, nó mèo xuống mà quýnh người ta. Phải tối đó ẩm về quậy nó quá, nó đi. Nó đi là cô biết cũng có chuyện gì xảy ra rồi, cô đi kiếm nó nguyên một ngày đó. Cái tới 12 giờ mấy là nó trên đồng hả, nó lên đồng hả của bác nó tỉnh là cái ông. Nó mua chai thuốc rầy. Cái chai rầy nó dặn cái kiểu là nó dặn nắp ra rồi mà nó không uống. Ngày đó có cái bụi cỏ đồng chầu bự vậy nè. Rồi cái nó dở cái bụi cỏ ông chầu lên, nó kiểu nó nứt cái mã, cái đường nứt vậy, nó có lên bụi cỏ ông chầu mà anh tốt nó nở bự ra nè. Nó mới giặt cái bụi cỏ ông chầu nó để xuống dưới đó. Mà nó dặn cái miệng không có kỹ, cái nó trời, nó chảy ra, cái trời mưa nó chảy vậy nè. Cái nó về nó nhét cái chai thuốc rầy đó, nó không uống, nó mới đi về. Nó về nó mới nhảy. Thì... mà lúc nhảy nó có cô có đó. Cô đứng kế bên luôn, đứng kế bên luôn. Mà nhảy xuống đi à? Nhảy luôn. Mà không cứu được hả? Mấy trăm người luôn, không cứu, không kiếm được, mà cái đè có chút xíu à. Nhưng mà cuối cùng thằng nhỏ nít gì đó, thằng nhỏ nít ở Tiền Giang đó. Ở Tiền Giang nó đâu lên, mười mấy, 12, 3 tuổi gì mới lên nó vớt được. Nó lên nó vớt. Mà mấy tiếng hồ sau rồi mới vớt được. Mấy tiếng hồ sau à? Còn cái hồi đó tôi xỉu, không phải đâu, tôi đem vô rồi, đem tôi khiêng tôi đem vô rồi, rồi cái ở ngoài mới vớt được đem nó hầu rồi tôi mới xỉu, tôi tỉnh dậy là có cái bà cô, cái bà chị mà mới kêu đám ma bạn hàng qua. Tôi tỉnh dậy tôi mới nói là chị ơi, đem con tôi vô được chưa? Cái bà nói đem vô rồi, nó tỉnh rồi, bà cũng nói dốc thiệt không? Cái tôi nói hở kiểu mà nó không khỏe gì đem nó ra bệnh viện. Kêu mấy nhỏ đem ra bệnh viện vô, tôi chai nước biển. Cái bà nói để coi hở nó không khỏe thì đem đi vô nước biển. Mà mấy bà giữ tôi không có cho tôi ngồi dậy trên cái giường. Cái xong cái chút nữa bà mới nói là, tôi mới nói là thôi để tôi dậy tôi ra tôi coi anh Khánh coi sao. Bà nói mày nằm nó đi, nó khỏe rồi. Ngồi hồi chị mới nói là bây giờ không lẽ mày giấu nó cái tới ngày mai ngày mốt thì thôi nói thiệt nó đi. Ra ngoài là bà nói tao cũng nói thiệt mà anh Khánh chết rồi là cô chịu nữa. Mà cái đìa bé xíu như vậy mà nhảy xuống mà không ai tìm thấy, mấy trăm người tìm không ra? Không, mấy trăm người đi tìm luôn. Tôi nói đứng kia bằng đứng chặt đìa luôn, tôi nói đứng đen đìa luôn. Mà không ai thấy nhìn thấy. Mà cái ngày này để tôi nói cho chú nghe, cái nó cái xui tặng còn ông bà cũng còn ngó trở lại để mà có cái thằng mà để đúng ngang thờ làng ba này. Chiều nay tặng bác nó phải không là thằng nhảy đìa. Tối ba nó bị điện giật cháy hết cái bàn giò này. Cái tại hàng nó đem hai cái cây lọng vô mà nó để trước cửa, trước cái đầu hàng mà cái chân ở dưới này nó làm cái dĩa sắt người ta đó. Rồi cái thằng ba thằng này nó mới đứng cái tấm dĩ đó nặng đốt ngang cho anh đó, đứng lên cái điện giật giật luôn. Chạm điện sao không giật té xuống. Tôi mới lạc đặt tôi la làng, tôi nói thằng Tú bị trúng gió mà phải, nó còn nói được chứ mà nếu nó nó còn nói được, nó nói điện giật là nó nói tiếng đó là nó té xuống liền. Là xuống là anh thùi lên rồi cái đêm này nhà thương không nghĩ cái nguyên bàn giò này ra ngoài nhà, người ta vô tôi thấy hình như nhà cô hình như toàn gặp những cái cái năm đó tôi nói cô chú nó xui sao nguyên nói... cái năm đó là mất bao nhiêu người cô? Thì hai cha con nó mất thì mà, có 20 ngày mà toàn mất theo kiểu là giống kiểu là y nhau không y nhau thành đặt tối đó mà cứ kêu tôi biểu đi ra nó thắt cây ổng thì chỉ ngay đó vậy. Là cái sự tích cây ổi mà có cái cọng dây đó. Là có nghĩa là hôm đấy ông mất xong là qua ngày hôm sau là bắt đầu là nhà tôi á, tôi nói cho chú nghe, nói là vô đây là con cháu nó nghe nó buồn.
ông anh Sáu, rồi chồng tôi thứ bảy, là anh Sáu ông mất tháng 9 năm trước. Là cũng có năm mà cũng cách nhau có năm. Cách nhau có năm mà cũng vào cái ngày đó. Cũng 7 với 8 vậy thôi chứ cũng cứ ngày 27 28 gì đấy hoặc là ngày 17 18 vậy, 17 18 vậy thôi. Cứ cách nhau hai ngày đó mà tự nhiên mà cứ sau là cứ chết là sao ta? Có khi nào cô nghĩ là do cái nhà đấy không? Không, do cái tôi cũng không có biết, tôi thở bây giờ tôi không có biết mà sao cứ làm liên tiếp vậy. Cứ thì mình cứ nghe người ta nói vậy nè. Trùng với mười mấy người luôn. Trùng quậy vậy không hết rồi. Rồi. Có nghĩa là mười mấy năm nay là có nghĩa là mấy năm nay là gia đình là cứ hết người nọ mất đến người kia mất. Rồi mất tính ông rồi. Chồng tôi cuối cùng á là hồi chị anh mấy cháu tôi là nhiều lắm, em cứ yếm đủ thứ yếm mà yếm hết. Cụ từ đu đủ dây ổ qua vậy hết. Mà cuối cùng ông chồng tôi người ta chỉ đem mua hai con vịt sim. Hai vịt sim ba lớn vậy nè. Với mua năm thước lưới, lưới mạnh đúng không? Cái đem gần tới đi chôn khiêng hàng lên cũng như cái hàng cái lỗ vậy đi. Cái chú thả hai con vịt cột dính đùm vô đây. Rồi năm thước lưới chú dắt ngang qua cái hàng cho nó dư trên cái mãi vậy nè. Rồi cái thả cái hàng xuống đè hai vịt lại. Đè hai vịt xuống cái hai cái miếng lưới này trùm lên cái hàng. Rồi thả xuống xong im luôn đến giờ luôn không chết trùng. Là từ cái lúc mà mình sử dụng hai con vịt đó là không chết đồng nữa, là có nghĩa là gia đình là từ đó đến nay là không có ai mất nữa không phải vịt sim nha. Là bao nhiêu năm được không? 2008 2008 đến nay cũng gần cả chục năm rồi đúng không? Hơn chục năm rồi. 2024 là 2008 là 16 năm, 15 16 năm rồi. 16 năm rồi. Rồi tới hôm nay là không còn ai mất như vậy nữa không? Rồi cái căn nhà đó thì lúc đấy mình bán thì người ta có biết cái câu chuyện như vậy không? Người ta không biết, người xa tới à? Xa bán ở dân thành phố. Bao nhiêu tiền cô? Hồi đó có năm tôi bán này cũng mới 2 năm mà. Tại mới có 2 năm nay thôi. 2 năm nay là tôi nó phát hiện ra ma nữa là tôi bán đó. Phát hiện ra nữa? Thì phát hiện ra là cái bóng đen vô tôi đó. À, cái chiều lại là có một cái bóng đen nó tôi bán có 650. Bán 650. Rồi cái người chủ đây có biết là trong nhà nó như xảy ra chuyện như vậy không? Giờ nó qua hai chủ là bán cho chủ đó ở không được, bán cho chủ khác. Chủ khác ở ngoài Hồ Nghĩa. Chắc chú biết nhỏ đó mà. Vậy là căn nhà mà bây giờ là bán nó qua hai ba chủ khác rồi mà cũng không ai ở được. Cái nhà đấy bây giờ là mình bán là qua hai ba chủ rồi mà không ai ở được cái nhà đó. Là người ta có kể lại là gặp cái chuyện gì không? Người ta cứ hỏi tôi ông xã bà chết rồi đó anh đâu, ông xã bà chết anh đâu. Tôi cứ nói chỉ tôi nói. Đằng kia trong bãi đây, cái đằng kia trong bãi đây mà mình cũng ém mình giấu người ta vậy. Nhưng mà người ta tới người ta không hỏi hàng xóm láng giềng hay không hỏi ấy. Nhìn sớm ai biết. Chỉ nhà biết, chỉ dòng họ biết chỗ đó thôi chứ đâu có ai biết. Từ đây ra cái nhà thì sao? Ngay chỗ chú đậu xe. Cô có thể chỉ cho con cái nhà với cái gốc ổi đấy được. Gốc ổi đốn rồi. Đốn rồi cũng được, nhưng mà con muốn tới đấy con tò mò. Được. Rồi cái đìa cũng ở gần đó luôn đúng không? Đìa đằng sau. Cái đìa đằng sau chỗ đó luôn hả? Đìa đến giờ cũng còn luôn. Hẹn quý vị tập phim sau đi. Bây giờ mình xử đi ra đấy ha. Bây giờ cô dẫn con ra ngoài đấy cái. Mình cũng khá là tò mò về cái nhà đó các bạn. Cái câu chuyện này ly kỳ quá. Bây giờ quý vị đăng ký kênh để xem tiếp tập phim sau đi ra cái căn nhà mà quá trời ghê rợn. Thằng này nãy giờ nghe bà ngoại bà nội kể xanh mặt luôn rồi. Nó có biết gì không? Con nó có biết